Bún đậu review đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây. Lại thêm một ngày rảnh háng của anh Bảy, buồn buồn lại chỉ nghĩ đến việc kiếm gì ăn chơi, anh bỗng nhiên được một người bạn rủ đi thử món mới. Nghe giang hồ đồn món cá nóc này ăn uống phải xét nhân phẩm dữ lắm, vì hên thì vui còn xui là cụ đi chân lạnh toát chứ chẳng đùa. Bạn trông em nó vừa bị bế ra ngoài đã phồng mang trợn mắt đe dọa người khác kìa, anh đây lại sợ chú em quá cơ, trông ngoại hình cute phô mai que thế này là anh Bảy đã muốn chén thử luôn rồi. Đây là Nhật Bản, nên thật ra để ăn thử cá nóc là chuyện hoàn toàn đáng chơi liều nhé, vì những người đầu bếp để có thể chế biến cá nóc như thế này đều phải thi có bằng cấp cả rồi. Vì thế, họ hiểu rất rõ những bộ phận nào nên ăn và phần nào nên bỏ. Nhìn đao pháp của anh thợ này là bạn đủ để tin tưởng rồi phải không? Với con dao nhọn hoắt, anh nhanh tay thoăn thoắt giải quyết hết phần này đến góc khác, chẳng mấy chốc là đã lôi tuột được phần ruột ra ngoài. Dưới vòi nước mở liên tục, những phần thịt cá trắng mút dần lộ ra, làm đến đâu sẽ được rửa sạch đến đấy, trông hài lòng thật sự. Nhìn vẻ mặt hơi rén của anh Bảy, anh đầu bếp động viên, nếu có độc sót lại thì tác động của nó cũng chỉ là làm mát người anh, đến lúc nào thiêu mới nóng mà thôi. Nghe xong mà anh Bảy muốn quay đầu ghê, nhưng thấy ông bạn đi cùng tự tin ở lại, nên anh Bảy cũng không muốn tỏ ra hèn nhát. Con cá nóc được làm sạch, anh đầu bếp bắt đầu thái mỏng một nửa phần thịt, từng lát cá một được tách ra, rồi xếp gọn gàng vòng quanh đĩa. Nhìn như này bạn đã đủ biết đây là món gì rồi phải không? Đã đến với thiên đường ẩm thực của Nhật Bản, bạn không thể bỏ qua những món sashimi tươi mọng rồi. Đao pháp của anh đầu bếp cực kỳ điều luyện, những lát cá mỏng dính đều tăm tắp lần lượt được xếp lên đĩa, tuyệt đẹp và tươi mọng. Đến lúc này thì anh Bảy chẳng còn lo nghĩ gì đến việc nó có độc hay không nữa, là một tín đồ ăn uống, anh cực kỳ yêu thích sự tươi mới của sashimi. Đã thế, còn nghe nói thịt cá nóc có hương vị đặc biệt ngon, thế thì thật sự không thể bỏ qua được rồi, trông thịt cá trắng như ức gà ấy nhỉ. Anh đầu bếp tự tin khẳng định, các anh cứ việc oánh chén, việc hậu sự còn lại cứ để anh lo, trông nồi nước lẩu thơm phức trước mắt. Lại trong thời tiết mưa se se lạnh như hôm nay, anh bổn quyết định dù chỉ ăn một miếng rồi đăng xuất, cũng phải nuông chiều cái bụng trước đã. Anh gắp một miếng cá tươi ngon, chấm nhẹ vào chén nước tương, cha cha, đúng là hương vị không làm chúng ta thất vọng, thật sự ngon các bạn ạ. Đã ăn một lại cứ muốn ăn hai cơ, trong khi đó, anh đầu bếp tiếp tục thái mỏng phần da của cá nóc, sau khi đã luộc qua, chúng trở nên cứng lại, trông từng sợi đã thấy đủ độ sần sật rồi. Bí kíp nhà nghề được anh giấu kín, chỉ thấy sau đó, đĩa da được trộn nguyên liệu được bê ra, với chút hành ớt, ăn cũng khá bon mồm. Anh Bảy thật sự được mở rộng tầm mắt, nếm thử món ăn ở Nhật, thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ, tất cả đều được chuẩn bị công phu và tỉ mỉ. Nồi lẩu sôi sùng sục trước mặt, cũng có những miếng cá tươi ngon phía trong, đó là những bộ phận nào thì còn lâu anh mới nói, vì anh cũng có biết đâu. Cửa hàng này nổi tiếng với món cá nóc, nên thật sự anh cũng khá yên tâm khi ăn thử, những miếng cá tươi có thể chỉ cần trần qua nước lẩu, chấm chút nước chấm cay nồng. Hương vị ngay lập tức xâm nhập vào mọi ngóc ngách vị giác, chạm khẽ vào môi thôi là nhớ nhau cả đời rồi, không biết ở Việt Nam mình có nơi nào bán món này không các bạn nhỉ? Chứ nghe anh Bảy tấm tắc khen, tay khi không ngừng gắp hết miếng này đến miếng khác mà bún cũng thèm ngang luôn, muốn thử một lần cho biết quá đi mất. Bạn nào biết địa chỉ thì đừng ngại comment xuống dưới cho bún biết với nhé, biết đâu lại có thêm món đặc sản để review cho mọi người thì sao? Tuy không biết những phần cá nào đang ở trong nồi, nhưng anh Bảy cảm thấy miếng nào cũng ngon và bon miệng, gia vị nêm nếm vừa phải, cứ đụng là chúng, ăn là dính không tài nào tách ra nổi. Có bạn nào cũng muốn thử giống như bún không? Cùng xét kèo ngay với bún nào! Với những tín đồ yêu biển, thì hải sản luôn là một trong những món khoái khẩu không thể bỏ qua. Hãy cùng bún khám phá một món ốc siêu ngon, cực kỳ được yêu thích ở Nhật Bản trong video ngày hôm nay nhé. Loài ốc này được gọi chung chung là ốc biển, với lớp vỏ siêu dày siêu cứng, nhưng phần thịt phía trong chắc chắn sẽ hạ gục được những người khó tính nhất. Sau khi lôi phần thịt ốc phía trong ra, anh đầu bếp loại bỏ những bộ phận không cần thiết, rồi cắt bỏ phần nắp ốc. Bún đã tưởng đó là phần thịt ốc, hóa ra đó là một cái nắp vừa tròn vừa dày. Trông đặc biệt thật đấy, có bạn nào biết tên gọi chính xác của loài ốc này không nhỉ? Nắp ốc có họa tiết và màu sắc tuyệt đẹp, khiến anh Bảy cực kỳ tò mò. Tiếp sau đó, anh đầu bếp sơ chế củ cải trắng, lột vỏ rồi tiếp tục quay tay nhịp nhàng và đều đặc, tạo ra những lát cắt đều tăm tắp, trông cực kỳ thích mắt. Bún đã không hề biết họa tiết của củ cải trắng lại có thể đẹp đến vậy cơ đấy. Anh chia ra thành từng đoạn ngắn hơn, xếp chồng lên nhau rồi bắt đầu thoăn thoắt thái sợi. Những sợi củ cải mà trước đây bún nghĩ dùng dao nạo sẵn, hóa ra lại có thể tạo ra dễ dàng như vậy thông qua đôi bàn tay khéo léo của người đầu bếp. Rửa lại nhiều lần với nước để loại bỏ hết mùi hăng nồng, anh đầu bếp quay sang tiếp tục sơ chế phần thịt ốc, trông có vẻ dai đấy nhỉ, anh cắt bỏ những đường chỉ có màu sắc tối hơn. Chỉ giữ lại phần thịt ốc trắng mút, rồi mới bắt đầu đều đặn thái ra những miếng vừa ăn. Thịt ốc này có độ dai, nên phải thái mỏng thì khi ăn mới cảm nhận hết được mùi vị của nó. Trong hành động của anh tỉ mẩn cô cùng, chẳng mấy chốc, toàn bộ phần thịt ốc đã được thái xong, trắng mút và ngon lành.
Anh xếp đan xen phần củ cải trắng và cà rốt lên đĩa, xen lẫn vào trong những chiếc vỏ ốc đã được rửa sạch. Ngay cả phần trứng cuộn cũng được làm chắc tay, với một hình dạng cực kỳ đẹp mắt, món sashimi mà rất nhiều người yêu thích dần xuất hiện trên đĩa. Để thêm phần nổi bật và bắt mắt, anh thái thêm hoa cà rốt đặt lên trên, bạn thấy thế nào, đẳng cấp nhà hàng nó là như thế này phải không? Mọi thứ trông tươi mọng và xinh đẹp, vừa nhận được đĩa đồ ăn, anh bảy vội rót nước tương ra chén, thêm chút mù tạt vào đó, rồi cho ngay một miếng ốc vào miệng. Độ dai giòn đặc trưng của ốc ngay lập tức xâm nhập vào vị giác, ngon thật đấy, phần trứng cuộn vẫn tươi xốp và ẩm mịn phía trong, khác hẳn với món nóc nhà của bố anh thường nấu. Thảo nào người ta thích đi ăn nhà hàng, không những được phục vụ tận răng, món ăn đẹp mắt mà chất lượng của tay nghề cũng khác bọt thật sự. Anh lấy khoai tây nướng ra khỏi lò, dùng muối để làm sạch phần thịt ốc còn lại, sau khi rửa với nước mới bắt đầu chia thành từng phần rồi thái lát. Lớp da phía ngoài của ốc siêu dai nên nếu không có tay nghề xử lý, thật sự sẽ khá khó ăn, nhưng may mắn anh Bảy đã gặp được một cao thủ xử lý món ốc này. Vì thế mọi công đoạn đều được giải quyết siêu mượt, ốc được thái với một độ mỏng nhất định, nếu quá dày, ốc sẽ bị dai, nhưng mỏng quá thì độ ngọt phía trong cũng sẽ trôi tuột đi mất. Có được đao pháp chuẩn chỉnh thế này, hẳn anh đầu bếp cũng phải tốn kha khá thời gian thực hành rồi đấy nhỉ. Thịt ốc thái xong được cho vào khay, rồi anh bắc chảo lên bếp, đợi dầu nóng thì thả ốc vào trong, nhanh tay đảo đều để phần thịt phía ngoài săn lại, nêm nếm chút gia vị cho đậm đà. Rồi quay tay đảo đều liên tục, đổ phần khoai tây nướng vàng vào trong, đảo thêm 7-7-4-9 lần cho chín đều, rồi thêm bơ vào đó. Mùi thơm lan tỏa ngay lập tức kích thích mọi giác quan, ngay cả phần đen thùi lùi này của ốc cũng không bị bỏ đi, đặc biệt thật đấy. Đó có phải là gan không nhỉ? Khi đã nấu chín, anh gặp phần thịt đen ra khỏi chảo, rồi đổ toàn bộ phần thịt ốc xào ra đĩa, nhưng vẫn chưa xong đâu. Anh tiếp tục thả bơ vào chảo, cho phần thịt ốc đen thùi lùi đó vào trong, nêm nếm gia vị vừa ăn thật đậm đà, rồi mới dưới lên trên thịt ốc xào. Món ăn đến lúc này mới thật sự đã hoàn thành, với hương vị bùng nổ và hòa quyện, xem đến đây đã bạn nào đói bụng chưa nhỉ? Bún phải đi kiếm gì đó bỏ bụng mới được. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và theo dõi đến cuối video. Bún phở rất biết ơn về điều đó. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha. Bún phở yêu tất cả các bạn.